Kính mời quý vị dâng ngày cho Chúa qua 5 phút suy niệm và cầu nguyện với Chúa Thánh Thần. Được biên tập bởi Truyền thông Ngôi Lời Việt Nam. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Ngày 14, xin sức mạnh của Ngài biến đổi con. Lạy Chúa Thánh Thần, con không muốn để lãng phí những hồng ân của Ngài. Con không muốn lãng phí những thúc đẩy do ân sủng Ngài. Con có thể sống cuộc sống mới của sự phục sinh và sức mạnh do Ngài thúc đẩy. Con không muốn để mặc bản thân mình trong những lời than vãn và phàn nàn. Ngài bảo vệ con, Ngài ban cho con sự sống. Với Ngài, con có thể chạy mà không biết mệt mỏi. Nhưng đôi khi sự thất vọng, nỗi u sầu, sự sợ hãi, những thất bại của con, những mâu thuẫn, sự không hài lòng mà con gặp phải làm con chán nản và thất vọng. Xin giúp con từ bỏ tất cả những điều đó, lạy thần khí sự sống, để mở ra trong con tất cả vinh quang của Ngài. Chúa ơi, xin hãy ở với con, sống với con, hít thở với con, đổ đầy trong con sự hăng say và lòng nhiệt thành. Xin đặt trong tim con sự khát khao trở nên nguồn sự phong phú, nên người có ích cho Ngài. Xin ban cho con ước mơ chủ sinh những điều tốt đẹp cho thế giới này. Ước mong để cho Ngài lớn lên như con đã gặp được Ngài. Xin Ngài chữa lành tất cả sự lười biếng, tất cả sự thờ ơ, tất cả những chán nản, lỗi lầm, để những thứ đó không làm xúc phạm đến Ngài. Ước gì con có thể thức dậy mỗi buổi sáng với những mong muốn mãnh liệt là làm những điều tốt đẹp cho người khác. Xin giúp con khám phá ra những tài năng của mình tốt hơn, sử dụng năng lượng của mình tốt hơn. Lạy Thiên Chúa, đấng quyền năng và mạnh mẽ, Ngài nắm giữ tất cả. Xin nhìn vào điểm yếu của con và thâm nhập vào toàn bộ con người này với sức mạnh vô biên của Ngài. Xin hãy đến, lạy Chúa Thánh Thần, đến củng cố toàn bộ cơ thể và nội tâm con. Như vậy, con biết rằng không có gì có thể làm con té ngã, bởi vì không có sức mạnh nào, không có bệnh tật và khó khăn nào có thể mạnh hơn tình yêu của Ngài. Xin hãy đến, lạy Chúa Thánh Thần, truyền sự năng động của Ngài trong các hành động của con, tuôn tràn sự sống vào trong con. Một lần nữa, lạy Chúa, xin hãy dắt dìu con, để con đem sức mạnh và ánh sáng của Ngài vào trong thế giới. Amen. Chúc tụng Thiên Chúa, Thiên Chúa chúng ta cao cả muôn trùng. Mọi việc Chúa làm uy lẫm liệt oai phong, địa cầu đầy dẫy mọi loài Chúa đã dựng nên.